với 100% thành phần từ thiên nhiên Coles Dios được bào chế từ dược liệu quý tác động vào quá trình phản ứng cholesterol và triglycerid nhằm mang đến hiệu quả tối ưu nhất cho người sử dụng. Sản phẩm là sự kết hợp giữa y học cổ truyền và công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng phương pháp sấy chân không, giúp giảm bay hơi tinh dầu và giữ được hàm lượng dược chất cao. Nhờ đó mà có thể giải quyết các vấn đề về mỡ máu, mỡ gan hoặc rối loạn chức năng gan một cách hiệu quả. thành phần của cô Detiot thì hoàn toàn là các cái thảo dược rất là gần gũi thân thiện với người Việt Nam ví dụ như dảo cổ lan này rồi đan sâm này đặc biệt là cao nần nghệ thì cái cao này ấy, có thể nói là phải mười cân nghệ mới có thể nấu được một cân cao và có cái tác dụng là hạ cholesterol và qua cái hạ cholesterol máu đấy thì hạn chế cái tình trạng sơ vữa động mạch và các cái bệnh lý tim mạch như là tăng huyết áp rồi thì uh, các cái suy tim cũng như rối loạn nhịp tim. Khi thấy cơ thể khó chịu ấy, thì tôi đi khám ở viện. Bác sĩ cho đi làm các xét nghiệm thì biết kết quả là tôi bị gan nhiễm mỡ. Tôi cũng hơi căng thẳng. Qua tìm hiểu thì tôi được biết những cái sản phẩm được chiết xuất bằng 100% từ thảo dược tự nhiên nên tôi rất yên tâm sử dụng. Sau một liệu trình thì tôi đi khám lại kết quả cho thấy là các chỉ số mỡ máu của tôi giảm về ngưỡng bình thường, ổn định. Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị mỡ máu, mỡ gan, người bệnh cần tuân thủ theo một chế độ sinh hoạt lành mạnh trong ăn uống, luyện tập, cũng như giữ một tâm lý vui vẻ để có thể nhanh chóng đẩy lùi căn bệnh.